Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lập trình trong C#. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật lập trình Dependency Injection. Đây là một nguyên lý trong thiết kế ứng dụng. Những cái khái niệm của nó rất trừu tượng và phức tạp. Do vậy để trình bày được đầy đủ thì cái bài học này rất dài và có thể là phải thực hành đi thực hành lại để lĩnh hội được những khái niệm của nó. Khái niệm đầu tiên đó là Dependency. Giả sử chúng ta có hai lớp Class A, Class B. Chúng ta khai báo ra chúng ta có hai lớp, một lớp tên là Class A. Trong lớp này có một cái chức năng nào đó khai báo ra một cái phương thức là Action A, là nó có một cái chức năng nào đó. Có một cái lớp thứ hai Class B, thì trong cái lớp này thì cũng có một cái chức năng nào đó, chúng ta khai báo ra một cái phương thức Action B. Trong Action B thì nó thi hành một cái nhiệm vụ gì đó. Đồng thời thì để hoàn thành cái chức năng của Action B thì nó có sử dụng đến cái lớp Class A. Giả sử ở trong này nó cần sử dụng đến Class A thì chúng ta khai báo ra một cái biến A bằng New Class A. Sau đó là chúng ta gọi một cái phương thức, đây là Action A. Cái code này thì rất dễ hiểu. Chúng ta có thể tạo ra một cái đối tượng. Sau đó là chúng ta thi hành cái nhiệm vụ ở trong Class B, đó là Action B. Thì khi chạy thì chúng ta sẽ thấy là khi Action B thi hành thì nó đã tạo ra cái đối tượng Class A và có thi hành một cái chức năng trong Class A. Chúng ta thấy có cái dòng thông tin là Action in Class A. Như vậy là chức năng của Class B phụ thuộc vào Class A, hay nói cách khác là Class B dựa vào Class A để hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Thì lúc này chúng ta gọi Class A là Dependency của Class B. Đó là khái niệm về Dependency, được gọi là phụ thuộc. Class A này được gọi là Dependency của Class B, bởi vì phải cần có Class A thì Class B mới hoạt động được. Trong thiết kế ứng dụng, việc một lớp có được các Dependency của nó như thế nào thì nó hình thành nên một số cái nguyên lý thiết kế ứng dụng. Trong đó Dependency Inject là một nguyên lý. Nó đưa ra cách thức một Dependency được đưa vào cái lớp sử dụng nó. Để tìm hiểu về Dependency Inject thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên lý cơ sở của nó trước. Cái phần này cơ bản là lý thuyết, nó như sau. Trong nguyên lý thiết kế ứng dụng có một cái nguyên lý nó có tên là Inversion of Control, hay còn được gọi là Dependency Inversion. Cái nguyên lý này được gọi là đảo ngược điều khiển. Nội dung của nó là các thành phần nó dựa vào để làm việc bị đảo ngược quyền điều khiển khi so sánh với lập trình hướng thủ tục. Cái khái niệm này rất là trừu tượng, chúng ta có thể là mô tả nó trong những cái ví dụ sau. Ở đây chúng ta nhớ là thành phần nó dựa vào để làm việc chính là các Dependency. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ hơn qua hai cái ví dụ như này. Chúng ta bỏ cái phần này đi. Giả sử chúng ta có một cái lớp Class A, nó phải hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đó. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì nó phải sử dụng đến một cái chức năng ở trong Class B. Cái chức năng ở trong Class B muốn hoàn thành thì nó cũng phải thi hành một cái chức năng ở trong một cái Class khác, Class C. Nhìn trên sơ đồ khi chúng ta viết code thì chúng ta thấy là Class A tham chiếu đến Class B, Class B tham chiếu đến Class C. Như vậy là Class B là Dependency của Class A, Class C là Dependency của Class B. Cái sơ đồ này là tham khảo trên trang Microsoft. Triển khai cụ thể của trường hợp này thì nó như sau. Chúng ta copy cái mã nguồn này vào. Có Class A và nó phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì nó phải tham chiếu đến cái Dependency là Class B. Class B muốn hoàn thành thì nó lại phải tham chiếu đến Class C. Class C là Dependency của Class B. Khi Action B hoạt động thì nó thi hành cái chức năng ở trong Class C, đó là gọi phương thức Action C. Như vậy là với cách thiết kế này là cách thiết kế truyền thống. Class A là tham chiếu trực tiếp đến Class B. Class B đưa vào Class A thông qua cái phương thức khởi tạo. Thì chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta copy cái đoạn code này vào. Khởi tạo ra một đối tượng Class C, đó là Object C. Object C sẽ là Dependency để khởi tạo ra cái đối tượng Class B. Object B lại trở thành Dependency để khởi tạo ra cái đối tượng thuộc Class A. Và lúc này chúng ta thi hành cái nhiệm vụ ở trong Class A, gọi cái phương thức Action A, thì nó sẽ tham chiếu đến Object B
Object C để nó hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Chúng ta chạy thử xem nó ra sao. Như vậy là chúng ta thấy là class A muốn hoàn thành cái nhiệm vụ thì nó đã tham chiếu trực tiếp đến class B và thi hành cái tác vụ trong class B. Và tương tự như vậy là class B lại tham chiếu đến class C và thi hành cái nhiệm vụ trong class C. Với cách viết code này thì chúng ta nhìn lại trên sơ đồ của nó. Ở cái thời điểm chúng ta viết code, class A tham chiếu trực tiếp đến class B, class B tham chiếu trực tiếp đến class C. Và ở cái thời điểm thực thi, khi tạo ra cái đối tượng class A thì nó đã tham chiếu trực tiếp đến một cái đối tượng tạo ra từ class B. Class B tham chiếu đến một cái đối tượng tạo ra từ class C. Sự phụ thuộc của đối tượng này vào đối tượng khác ở cái thời điểm viết code và thời điểm thực thi là giống nhau. Cách triển khai code thứ hai là như thế này. Kết quả ví dụ của chúng ta thì vẫn như trên, tức là class A vẫn tham chiếu đến class B và thi hành cái chức năng trong class B. Và class B này vẫn tham chiếu đến class C để thi hành chức năng trong class C. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm biên dịch, thời điểm viết code, class A là không tham chiếu trực tiếp đến class B mà lại tham chiếu đến class B thông qua một cái interface hoặc là thông qua một cái lớp abstract của class B. Tương tự như vậy, class B không tham chiếu trực tiếp đến class C mà lại tham chiếu qua một cái interface hoặc là qua một cái abstract. Chúng ta có thể sửa lại cái ví dụ này như sau. Chúng ta tạo ra các abstract hoặc là các interface. Giả sử chúng ta có một cái interface đặt tên là isClassB. Interface này có một cái phương thức đó là actionB. Tương tự thì chúng ta khai báo ra một cái interface là isClassC. Và bên trong nó cũng có một cái phương thức actionC. Bây giờ chúng ta sẽ quay xuống là cái class B. Class B có một cái dependency là class C. Thì bây giờ chúng ta sẽ không để cái dependency này là cố định là cái lớp class C, mà chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện là cái interface class C. Và cái phương thức khởi tạo của nó là nhận tham số là interface class C. Tương tự như vậy là class A, nó có một cái dependency là class B. Chúng ta không tham chiếu trực tiếp nó như vậy, mà chúng ta sẽ tham chiếu thông qua cái interface. Phương thức khởi tạo nhận tham số là interface class B. Đối với class C, thì bây giờ chúng ta cho nó là cái lớp class C này là triển khai từ giao diện eClass C. Và nó đã định nghĩa lại cái phương thức là action C. Tương tự như vậy, ở trong cái lớp class B, nó được triển khai từ giao diện là eClass B. Và trong đó nó có định nghĩa cái phương thức là action B. Action B này là nó phải triển khai từ cái giao diện eClass B. Nếu vậy thì lúc này chúng ta sử dụng, thay vì khai báo tạo ra một cái biến class C cụ thể, thì chúng ta có thể khai báo là giao diện class C, tạo ra một cái biến là kiểu giao diện class B. Rồi bây giờ chúng ta thi hành toilet run. Chúng ta thấy rằng là kết quả cuối cùng thì nó vẫn giống như ở cái trường hợp trên. Nhìn trở lại sơ đồ, ở cái thời điểm viết code, class A tham chiếu đến một cái dependency là class B và tham chiếu thông qua interface. Class B lại tham chiếu đến cái dependency của nó là class C, là thông qua cái interface. Và ở cái thời điểm thực thi, class A sẽ tham chiếu và gọi chức năng của class B. Class B sẽ tham chiếu và gọi chức năng của class C. Như vậy là cả hai cái trường hợp viết code ở trên và cái trường hợp này thì kết quả chạy là giống nhau. A tham chiếu đến B, B tham chiếu đến C. Mặc dù là ở cái ví dụ này thì kết quả là giống nhau, tuy nhiên thì cách viết code ở trường hợp thứ hai này có một số đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý. Class A thì tham chiếu đến một cái dependency thông qua interface B. Vậy thì khi thực thi thì nó có thể thay vào đây bất kỳ một cái lớp nào được triển khai từ interface B. Điều này có nghĩa là cái dependency cụ thể là nó có thể là quyết định bởi cái interface B, có thể là class B hoặc là class B1, class B2, miễn là nó triển khai từ interface B. Tương tự như vậy là class B tham chiếu đến interface C và đối tượng cụ thể của nó khi thực thi là nó được quyết định bởi interface C, có thể là class C, class C1, class C2, miễn là triển khai từ interface C. Điều này có nghĩa là đảo ngược phụ thuộc. Phụ thuộc của A là B. B cụ thể là cái gì thì được quyết định bởi cái interface khai báo ở trong A.
do cách thiết kế là tham chiếu đến dependency thông qua interface. Do đó là khi thực thi, chúng ta có thể dễ dàng thay thế các phụ thuộc, các dependency. Ví dụ như này, chúng ta có thể khai báo ra nhiều những nước khác nhau triển khai từ interface E-class C, E-class B. Chúng ta copy cái đoạn code này vào. Chúng ta có class C1, class C1 cũng triển khai từ E-class C. Class B1 cũng triển khai từ E-class B. Thì lúc này khi thực thi code thì chúng ta có thể dễ dàng thay cái object C này là không phải là cái đối tượng là class C mà là một cái đối tượng từ class C1. Thì chúng ta thấy là cái object C này dù nó là cái đối tượng class C1 hay là class C thì tạo ra cái đối tượng class B vẫn không hề thay đổi gì. Và chúng ta không phải sửa code ở trong class B. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tạo ra cái đối tượng object B nó là một cái đối tượng có thể là thuộc lớp class B hoặc là class B1, B1 thì code ở trong class A vẫn không hề thay đổi gì. Đó là rằng thực thi nhiệm vụ ở trong class A, class A thực thi cái nhiệm vụ ở trong object B và object B thực thi nhiệm vụ ở trong object C. Đấy là về nguyên lý đảo ngược phụ thuộc. Dependency của A cụ thể là thế nào được điều khiển thông qua cái giao diện hoặc qua lớp abstract. Nguyên tắc là như vậy, để thực hiện được nguyên tắc đảo ngược này, tức là giao diện B có thể điều khiển tạo ra những cái đối tượng class B cụ thể khác nhau, thì còn rất nhiều việc phải làm. Một trong những phương pháp để có thể áp dụng được cái nguyên tắc đảo ngược sự phụ thuộc này, đó là dependency inject. Dependency inject là một nguyên tắc, là nó triển khai từ cái nguyên tắc đảo ngược sự phụ thuộc mà chúng ta vừa trình bày ở trên. Tức là dependency inject triển khai cụ thể của nguyên tắc inverse of control hay là dependency inverse. Dependency inject thì cơ bản nó như thế này. Chúng ta phải thiết kế ra một cơ chế nào đó để khi class A cần một cái dependency thì khi thực thi thì cái cơ chế đó sẽ tự động bơm cái dependency đấy vào cho class A. Và cái dependency đấy cụ thể là gì? Có thể là được quyết định bởi cái interface mà khai báo ở trong class A. Để thiết kế ra được cơ chế như vậy khá là phức tạp. Do đó ở đây chúng ta chỉ sử dụng những cái thư viện có sẵn mà nó có hỗ trợ dependency inject. Để có thể áp dụng được dependency inject thì trước tiên về mặt viết code thì chúng ta phải viết code làm sao từ bên ngoài chúng ta có thể đưa các dependency vào một cái lớp. Cái thao tác này gọi là inject, đưa các dependency, các phụ thuộc từ bên ngoài vào cái đối tượng lớp cần nó. Trước mắt ở đây chúng ta chưa quan tâm đến dependency inject nó hoạt động cụ thể như thế nào. Tuy nhiên thì khi viết code thì chúng ta phải viết làm sao cho các dependency có thể đưa từ bên ngoài vào bên trong một lớp. Tức là có khả năng tiêm từ bên ngoài vào bên trong một lớp hay nói cách khác là có khả năng inject. Chúng ta lấy một cái ví dụ như này. Chúng ta khai báo ra một cái lớp là car biểu diễn một cái ô tô chẳng hạn. Trong đó có một cái chức năng là bấm còi. Chúng ta khai báo ra một cái phương thức là beep. Khi bấm còi thì nó phát ra tiếng kêu. Mà muốn phát ra tiếng kêu thì nó cần một cái đối tượng là chuyên tạo ra tiếng kêu. Ở đây chúng ta khai báo ra một cái đối tượng là chuyên tạo ra cái tiếng kêu. Đấy là cái lớp đặt tên là horn, class horn. Cái lớp này có một cái phương thức là tạo ra cái tiếng kêu beep beep. Đặt tên phương thức cũng là beep. Khi thi hành phương thức này thì nó ví dụ như in ra cái dòng thông báo là beep beep. Khi lớp ca này thi hành phương thức beep thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng horn. Thi hành cái phương thức beep ở trong cái lớp horns. Bây giờ chúng ta áp dụng và chạy thử xem. Tạo ra cái đối tượng car. Thi hành phương thức beep. Đó là rằng kết quả là có dòng beep beep do cái lớp horn nó thi hành. Vấn đề ở đây là cái lớp car này tự tạo ra cái đối tượng cụ thể của horn. Do đó là chúng ta không thể bơm vào từ bên ngoài cái lớp car này một cái lớp horn nào khác. Cách thiết kế như này, nếu mà chúng ta thay đổi horn thì thường là dẫn tới việc thay đổi của ca. Ví dụ ở cái lớp horn này chúng ta cho một cái dữ liệu là level khởi tạo bằng 0, cho biết là cái độ lớn của còi. Có một cái phương thức khởi tạo. Việc thay đổi lớp horn như vậy thì chúng ta phải viết code lại ở trong cái lớp ca. Chúng ta bắt buộc phải sửa lại cái phương thức khởi tạo của lớp horn. Ví dụ khởi tạo bằng 7, bằng 8, vân vân thì lớp ca mới sử dụng được.
Viết code như này, khi chúng ta thay đổi code của dependency thì kéo theo là những cái đối tượng sử dụng dependency đó thì cũng phải thay đổi theo. Do đó là để linh hoạt hơn thì các dependency không được tạo trực tiếp ở trong các lớp mà nó sẽ được bơm từ bên ngoài vào và lớp đó chỉ việc sử dụng. Thiết kế như vậy là có khả năng inject. Chúng ta có thể thực hiện như sau. Giả sử chúng ta trở lại cái code ở cái phiên bản trước. Thay vì lớp K tự tạo ra cái lớp Horn thì nó sẽ khai báo là có một cái thuộc tính là Horn. Và trong lớp K chỉ việc sử dụng Horn. Cái đối tượng Horn cụ thể, tức là các dependency có thể đưa từ bên ngoài vào lớp K theo nhiều cách. Ví dụ như có thể đưa thông qua phương thức khởi tạo. Ví dụ chúng ta tạo ra cái phương thức khởi tạo của lớp K. Nhận tham số là một cái đối tượng kiểu Horn. Nó sẽ thiết lập là horns bằng cái tham số khởi tạo đó. Như vậy là dependency được đưa vào ở bên trong một lớp thông qua phương thức khởi tạo. Cách này chúng ta gọi là inject bằng phương thức khởi tạo. Lúc đó thì khi sử dụng thì chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp horns. Lớp horns này sẽ đưa vào, hay nói cách khác là inject vào lớp K thông qua phương thức khởi tạo. Rồi chúng ta chạy thử. Nếu vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta sửa cái lớp Horn này là cho thêm là có phương thức khởi tạo và có cái leaven thì code sử dụng Horn ở trong lớp K, tức là sử dụng Horn như là dependency là lớp K này không có thay đổi gì. Bên ngoài thì chúng ta chỉ việc tạo ra cái lớp Horn theo cái khai báo mới và lại inject vào cái lớp K và kết quả chạy thì nó vẫn tương tự. Đó là cách chúng ta đưa một cái dependency vào trong một cái lớp bằng cái phương thức khởi tạo. Đó là cách inject thứ nhất, inject bằng phương thức khởi tạo. Ngoài inject bằng phương thức khởi tạo ra thì còn có những cái loại inject, đó là inject thông qua setter. Đó là chúng ta có thể đưa các phụ thuộc, các dependency vào ở trong lớp bằng cách là sử dụng phương thức là setter. Thì chúng ta có thể thiết lập cái dependency on bằng một cái dependency từ bên ngoài thông qua setter. Tương tự như vậy thì có inject thông qua interface. Ở trong các phần này thì chúng ta chỉ tìm hiểu inject thông qua phương thức khởi tạo thôi, vì thư viện .NET nó hỗ trợ sẵn cái cách thức này. Như vậy điều cốt yếu ở đây chúng ta chú ý là để áp dụng được kỹ thuật dependency inject thì trước tiên thì chúng ta phải thiết kế các lớp có khả năng bơm các phụ thuộc của nó từ bên ngoài vào thông qua phương thức khởi tạo. Bây giờ chúng ta nói về thư viện dependency inject. Khi chúng ta viết code định nghĩa ra các lớp mà những cái lớp đó có khả năng inject những cái dependency vào bên trong nó, không thường thì chúng ta không trực tiếp tạo ra cái đối tượng bằng cách sử dụng toàn thử new như thế này, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái thư viện. Các thư viện hỗ trợ dependency injection thì nó có chức năng cơ bản là như thế này. Thư viện dependency inject thì nó có hỗ trợ cái tính năng, tức là nó có một cái đối tượng gọi là dependency inject controller. Cái đối tượng này nó có khả năng là cho phép là đăng ký các dịch vụ vào trong nó, tức là đăng ký các kiểu lớp vào bên trong nó. Sau đó là nó hỗ trợ lấy ra những cái đối tượng, chúng ta gọi là lấy ra những cái dịch vụ get service. Khi nó lấy ra các đối tượng thì nó sẽ khởi tạo cái đối tượng đó, và nếu đối tượng đó cần các dependency đấy chưa có thì nó sẽ tự động khởi tạo ra các dependency và tự động inject vào cái dịch vụ của chúng ta. Ở trong .NET thì có rất nhiều thư viện hỗ trợ dependency inject. Ví dụ như IntDT là một thư viện hỗ trợ dependency inject. Hoặc là Linject cũng là một cái thư viện hỗ trợ dependency inject. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện hỗ trợ sẵn bởi .NET, đấy là Dependency Inject. Microsoft Extension Dependency Inject. Cái Dependency Inject này nó sử dụng mặc định ở trong những cái thư viện của .NET, ví dụ như ứng dụng web ASP.NET. Để sử dụng thư viện này thì chúng ta phải tích hợp nó vào trong dự án của chúng ta. Chúng ta phải thi hành cái lệnh .NET Add Package Microsoft Extension Dependency Inject.
Kiểm tra thì chúng ta phải đảm bảo cái thư viện này đã được tích hợp vào cái dự án của chúng ta. Trong cái thư viện này, Dependency Inject Container chính là cái lớp là Service Collection. Thì trước tiên chúng ta phải có được cái đối tượng là Service Collection. Sau đó là chúng ta sẽ đăng ký các dịch vụ vào bên trong Service Collection. Cuối cùng là từ Service Collection chúng ta có được một cái đối tượng là có kiểu là Service Provider. Cái đối tượng này nó cho phép chúng ta lấy ra các dịch vụ mà đã được đăng ký ở trong Service Collection. Thì khi đăng ký các dịch vụ vào Service Collection thì những cái dịch vụ đó tồn tại bao lâu thì nó có những cái kiểu sau. Thứ nhất là kiểu Singleton, tức là nó chỉ có một cái phiên bản duy nhất của cái dịch vụ đó, tức là có một đối tượng duy nhất của cái dịch vụ đó cho suốt vòng đời của Service Provider. Thứ hai là kiểu Transient, là mỗi lần chúng ta lấy cái dịch vụ đó ra thì một đối tượng mới của dịch vụ đó được tạo ra. Thứ ba là kiểu Scope, là trong mỗi cái phạm vi mà được tạo ra bởi Service Provider thì có một cái phiên bản của dịch vụ đó. Những cái khái niệm này chúng ta sẽ hiểu rõ ở phần thực hành. Khi chúng ta có được cái đối tượng Service Collection thì các dịch vụ nó đăng ký vào thì bằng cách gọi những cái phương thức đó là AdSingleton, AdTransient, AdScope. Trong những cái phương thức đăng ký dịch vụ này thì chúng ta phải chỉ ra kiểu của dịch vụ và kiểu mà dịch vụ đó sẽ triển khai. Sau khi đăng ký tất cả các dịch vụ rồi, chúng ta gọi cái phương thức là Build Service Provider để nó sinh ra cho chúng ta một cái lớp gọi là Service Provider. Từ cái lớp Service Provider này thì chúng ta có thể gọi những cái phương thức Get Service, sau đó là chỉ tên của cái dịch vụ để chúng ta lấy ra cái đối tượng dịch vụ đó. Rồi là chúng ta gọi phương thức là Create Scope để tạo ra một cái phạm vi. Trước tiên là chúng ta sử dụng một cách đơn giản, hiểu dần dần thông qua những cái ví dụ như sau. Tạo ra một cái đối tượng đặt tên là Service. Đối tượng này có kiểu là Service Collection. Chúng ta phải lạc cái namespace Microsoft Extension Dependency Injection. Sau khi có Service rồi thì chúng ta tiến hành là đăng ký các dịch vụ. Khi các dịch vụ được đăng ký xong rồi thì chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng là Provider bằng cách gọi phương thức ở trong Service Collection Build Service Provider. Sau khi có Provider rồi thì chúng ta có thể lấy ra được những cái đối tượng mà nó đăng ký ở trong cái Service Collection bằng cách gọi những cái phương thức, ví dụ một cái đối tượng A nào đó bằng cách gọi cái phương thức là Provider là Get Service thì nó sẽ tự động tạo ra những cái đối tượng dịch vụ cho chúng ta. Ví dụ ở trên là chúng ta đã khai báo có một cái interface là E-Class C. Và cái interface này nó triển khai các lớp ví dụ như Class C, Class C1. Thì bây giờ chúng ta thử cái trường hợp thứ nhất. Ở đây là trước tiên là chúng ta nhớ là cái interface Class C nó có triển khai là Class C và triển khai Class C1. Thế ngoài chúng ta có thể đăng ký các dịch vụ vào trong service bằng những phương thức tương ứng. Ở đây cái trường hợp thứ nhất là chúng ta tìm hiểu đăng ký tạo ra những cái dịch vụ kiểu singleton, tức là nó chỉ có một phiên bản tồn tại trong suốt vòng đời của provider. Thì tiến hành đăng ký dịch vụ như sau: gọi phương thức AdSingleton. Tham số thứ nhất là chỉ ra tên của dịch vụ, là tên một cái lớp nào đó. Ở đây là chúng ta đặt tên của interface Class C. Tham số thứ hai là kiểu mà cái dịch vụ đó được tạo ra. Chúng ta có thể điền là Class C hoặc là Class C1. Ở đây chúng ta tạo ra cái dịch vụ là Class C. Điều này có nghĩa là dịch vụ có tên là E-Class C thì nó sẽ là đối tượng của lớp Class C. Và do là đăng ký kiểu dịch vụ là singleton, do đó là cái đối tượng dịch vụ này nó chỉ là một cái đối tượng duy nhất. Chúng ta thử lấy cái đối tượng này ra. Khi chúng ta đã có provider rồi thì chúng ta có thể truy cập để lấy cái dịch vụ có tên là E-Class C ra. Chúng ta gọi cái phương thức là Get Service lấy cái dịch vụ đấy có tên là E-Class C. Và kết quả nó lưu vào cái biến Class C. Khi truy vấn như vậy, nếu mà trong provider chưa có đối tượng nào thuộc lớp
là class C thì nó sẽ tự động khởi tạo mới ra cái đối tượng đó và trả về cho chúng ta. Và do là khai báo là kiểu singleton, do đó là truy cập lần thứ hai thì nó trả về chính đối tượng đó chứ không tạo mới. Ví dụ ở đây chúng ta tạo ra một cái vòng nạp. Với mỗi lần nạp như thế thì lấy ra cái đối tượng thuộc class C là tên là C. Lấy ra cái đối tượng đấy ở trong provider gọi cái phương thức getService. Service đấy có tên là eClassC. Mỗi lần gọi như vậy thì chúng ta in ra cái mã hash của cái đối tượng C. Chúng ta gọi cái phương thức getHashCode. Cái mã hash của một đối tượng là khác nhau nếu những cái đối tượng đó khác nhau, còn khi mã hash giống nhau thì nghĩa là nó cùng một cái đối tượng. Chúng ta chạy thử xem. Đó là ra. Chúng ta thấy là khi lấy dịch vụ ra lần thứ nhất, dịch vụ đó chưa có thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng dịch vụ mới, đó là class C, và trả về cho chúng ta. Đấy, cái đối tượng này có cái mã hash của nó là có đuôi là 180. Truy vấn ở cái vòng lặp thứ hai thì do đối tượng đó đã được tạo ra từ lần trước thì nó trả về luôn vẫn cái mã hash đó. Như vậy là dù là gọi bao nhiêu lần thì nó chính chỉ trả về một cái đối tượng do là đăng ký kiểu singleton. Nếu mà chúng ta đăng ký cái dịch vụ có tên là eClassC thì là tạo ra những cái đối tượng lớp là class C1 cũng được. Thì lúc này thì khi gọi dịch vụ thì thay vì tạo ra cái đối tượng class C thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng class C1. Ra chạy thử xem, nó đã ra. Do là khi khai báo class C1 thì có phương thức khởi tạo class C1 create kiểu singleton, do đó là gọi bao nhiêu lần thì cũng chỉ là một cái đối tượng mới được tạo ra thôi. Còn nếu mà chúng ta đăng ký dịch vụ kiểu transaction bằng cách gọi phương thức là getTransaction. Kiểu transaction là mỗi lần truy cập để lấy ra dịch vụ thì một đối tượng mới của dịch vụ sẽ được tạo ra. Chúng ta chạy thử xem. Chúng ta gọi 5 lần. Donation. Gọi 5 lần thì có 5 lần cái phương thức khởi tạo được chạy và cái mã hash của mỗi đối tượng đó là khác nhau. Kiểu cuối cùng khi đăng ký vào đó là gọi cái phương thức scope. Đối với cái kiểu scope thì là trong mỗi cái phạm vi là chỉ có một cái đối tượng dịch vụ được tạo ra. Ở đây là đang có một cái scope toàn cục. Do đó là khi chúng ta chạy .NET Run thì có một cái scope ở trong provider thì cái scope đấy đang tồn tại, do đó nó chỉ tạo ra một cái đối tượng. Còn nếu mà chúng ta tạo ra một cái scope mới, chúng ta tạo ra scope bằng cách gọi phương thức là provider create scope và chúng ta lưu cái scope này lại. Chúng ta sử dụng từ khóa là using để cho biết là cái biến scope này nó chỉ tồn tại ở trong một cái khối lệnh này thôi. Thì trong khối lệnh này thì chúng ta có thể sử dụng là scope và truy cập đến provider và chúng ta lấy ra cái dịch vụ getService class C. Hoặc là chúng ta sử dụng cái vòng lặp ở phía trên. Copy cái vòng lặp này vào. Cái service provider có trong cái scope này thì chúng ta lấy được bằng cái thuộc tính là scope service provider. Ta lưu nó ra provider 1. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy được cái dịch vụ là eClass C ở trong cái scope này. Đó là rằng ở trong cái scope toàn cục thì nó có một đối tượng kiểu eClass C, một dịch vụ kiểu eClass C. Nhưng mà trong scope khác thì nó lại tạo ra một cái đối tượng class C khác. Cái trường hợp này nó xảy ra khi chúng ta đăng ký dịch vụ có kiểu là scope. Đấy là chúng ta xem xét một cách riêng này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái ví dụ, đó là những cái dịch vụ được đăng ký vào sẽ tự động được tạo ra. Và khi tạo ra những cái dịch vụ đó, nếu mà dịch vụ đó cần các dependency, các phụ thuộc thì các phụ thuộc đó, các dependency đó cũng được tự động tạo ra và tự động inject vào cái đối tượng cho chúng ta. Thì trở lại những cái ví dụ trên thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái lớp sau. Thứ nhất là chúng ta đã khai báo có một lớp là class A. Thứ hai là chúng ta khai báo là có một cái giao diện là class C.
Giao diện này nó triển khai có hai cái lớp cụ thể, đấy là Class C và Class C1. Chúng ta có lớp là E Class B và có triển khai hai cái lớp cụ thể, đó là Class B và Class B1. Trong đó chúng ta biết là cái Class B này muốn khởi tạo ra thì phải có cái đối tượng là Class C. Muốn khởi tạo ra đối tượng Class A thì phải có các đối tượng Class B. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đăng ký vào. Thứ nhất là đăng ký cái dịch vụ. Chúng ta đăng ký bằng cái kiểu dịch vụ là Singleton. Có một cái dịch vụ tên là Class A. Cái dịch vụ này nó triển khai là chính là cái lớp Class A luôn. Khi Class A này tạo ra thì nó cần có cái eClass B. Sau đó là chúng ta sẽ đăng ký cái dịch vụ là Class B. Chúng ta cũng sử dụng cách thức là Singleton. Chúng ta đăng ký cái dịch vụ có tên là Class B. Và cái dịch vụ này khi triển khai nó là triển khai Class B. Khi dịch vụ có tên là eClass B tạo ra thì nó cần có cái dependency là eClass C. Sau đó là chúng ta đăng ký tiếp cái dịch vụ này vào Service Singleton eClass C. eClass C ở đây tương ứng sẽ là Class C. Chúng ta có được provider thì chúng ta có thể khai báo có một cái biến kiểu Class A. Biến đấy tên là A. Nó được lấy ra từ provider. Chúng ta gọi cái phương thức là GetService lấy ra dịch vụ có kiểu là Class A. Rồi khi có Class A rồi, chúng ta thi hành cái nhiệm vụ trong nó, đó là Action A. Ra chạy thử xem, tốt đẹp xong. Chúng ta thấy là chúng ta có được đối tượng lớp Class A cụ thể. Và khi thi hành nó thì nó in cái kết quả giống như cái kết quả mà chúng ta viết từng mình ở cái ví dụ trước. Khi chúng ta truy vấn lấy ra cái dịch vụ là Class A, nếu mà Class A này chưa có thì nó sẽ tự động tạo mới. Và khi nó tạo mới thì như chúng ta biết là trong Class A này nó cần một cái dependency, nó cần một cái phụ thuộc, đó là eClass B. Và nó tự động tạo mới ra cái dependency đó. Sau khi tạo mới cái dependency đó, nó sẽ inject vào cái đối tượng vừa tạo ra cho chúng ta. Tương tự như vậy là khi nó tạo ra cái đối tượng là Class B thì nó cũng đã tự động tạo ra cái đối tượng Class C và inject vào cái đối tượng Class B. Và cuối cùng là chúng ta có được cái dịch vụ là Class A hoàn chỉnh. Trở lại cái nguyên lý đảo ngược phụ thuộc. Class B tham chiếu đến Class C. Class C này là dependency. Class C này là đối tượng cụ thể nào? Là do interface C quyết định. Có thể là B tham chiếu đến C. Do là đặt là interface C sẽ tạo ra Class C, interface C tạo ra Class C. Hoặc là B sẽ tham chiếu đến C1 do là interface C chỉ ra là tham chiếu đến C1. Ở đây chúng ta có thể thay là eClass C là tham chiếu đến C1. Nếu vậy chúng ta chạy thử, chúng ta sẽ thấy .NET run. Thì chúng ta thấy là cái interface nó đã quy định đấy là Class C hay là Class C1. Tương tự như vậy, A tham chiếu đến B. B là dependency của A. B cụ thể có thể là Class B, là do interface B quyết định. Do tại đây chúng ta đăng ký là eClass B thì tương ứng với Class B. Còn nếu muốn thì chúng ta có thể đăng ký là eClass B thì tương ứng với Class B1. Do vậy là cái đối tượng dependency cụ thể là do interface quyết định. Đó là sao? Các phương thức đăng ký dịch vụ ngoài chỉ ra kiểu của dịch vụ và kiểu triển khai dịch vụ thì chúng ta còn có thể đăng ký dịch vụ bằng cách sử dụng delegate. Và cái delegate đấy có cấu trúc như sau. Khi đăng ký thì chúng ta chỉ cần chỉ tên của dịch vụ và thi hành một cái delegate. Cái delegate này có nhận tham số là eService Provider. Delegate này phải đảm bảo trả về một cái đối tượng và nó triển khai từ service type. Ví dụ như này, chúng ta khai báo ra một cái đối tượng là Class B2 cũng triển khai từ giao diện eClass B. Cái đối tượng này thì phương thức khởi tạo nó là nhận hai thay tham số, đó là eClass C.
nhưng mà lại có thêm cái tham số là một cái chuỗi. Chúng ta copy cái đoạn code này vào. Như vậy ở đây là cái giao diện eKnappy nó còn có cả class P2. Thì tại đây thì khi đăng ký eKnappy thì chúng ta có thể là tạo ra cái dịch vụ cụ thể đấy là Knappy 2. Vấn đề ở chỗ là cái Knappy 2 này khi nó tạo ra thì cái phương thức khởi tạo nó cần inject vào nó là eKnappy. eKnappy thì nó được tạo ra và đăng ký ở đây thì nó sẽ inject được. Cái tham số thứ hai là chuỗi. Vậy thì khi tạo được đối tượng B2 thì cũng phải inject vào nó một cái chuỗi. Do đó là chúng ta phải đăng ký một cái dịch vụ có tên là string thì nó mới inject được. Chúng ta cũng đăng ký một cái dịch vụ có tên là string để nó inject vào cái B2 singleton. Có một cái dịch vụ tên là string và tạo ra cái đối tượng string mới. Vậy thì khi nó tạo ra cái dịch vụ là B2, nó sẽ truy vấn để tạo ra cái đối tượng dịch vụ có tên là string. Mà việc tạo dịch vụ này là nó thực hiện cái toán thử new. Khi thực hiện toán thử new trên cái kiểu string thì sẽ lỗi, thì chúng ta không thể thực hiện cái phép toán là string khai báo một biến a khởi tạo bằng new string được. Chúng ta có thể chạy thử xem dot dot sao. Không khởi tạo được cái đối tượng string bằng cái toán thử new. Thì lúc này chúng ta có thể sử dụng delegate để chúng ta khởi tạo ra cái dịch vụ là eKnappy bằng cách tạo ra cái đối tượng Knappy 2 ở trong cái delegate đó. Thì chúng ta có thể khai báo cái delegate đó. Delegate thì nó nhận tham số là một cái provider và khi thi hành thì nó phải trả về một cái đối tượng nào đó mà nó triển khai từ eKnappy. Thì ở đây chúng ta có thể tạo ra cái đối tượng là B2 bằng new class B2 và truyền vào hai cái tham số là eKnappy và chuỗi khởi tạo. Trong đó là cái eKnappy là được inject thì chúng ta sẽ lấy từ provider get service lấy cái dịch vụ là eKnappy. Tham số thứ hai là chuỗi. Chuỗi ở đây là một cái dòng thông báo là thực hiện ở trong class B2. Cái delegate này trả về B2. Như vậy là khi truy vấn để lấy ra cái dịch vụ có tên là eKnappy thì nó sẽ thi hành cái delegate này và nó trả về cho chúng ta cái đối tượng là class B2. Rồi chúng ta chạy xem, đó là xong. Chúng ta thấy là khi nó thực hiện cái nhiệm vụ ở trong cái dịch vụ eKnappy, tức là cái lớp B2 này, thì có cái dòng thông báo là thực hiện trong class B2. Nó viết ra cái dòng thông báo là thực hiện trong class B2. Chúng ta có thể đưa toàn bộ cái định nghĩa về delegate này ra thành một cái phương thức. Chúng ta khai báo ra một cái phương thức là public static và nó trả về cái đối tượng là eKnappy. Phương thức này có tên là class B2. Tham số của phương thức là eService provider. Thì lúc này khi đăng ký thay vì phải sử dụng delegate thì chúng ta có thể sử dụng cái phương thức là chuyên tạo ra cái đối tượng class B2 này. Cái phương thức mà chuyên tạo ra cái đối tượng dịch vụ kiểu như này thì chúng ta gọi là factory. Thì ở đây chúng ta có thể thay bằng factory. Thì kết quả chạy vẫn tương tự. Phần tiếp theo là chúng ta nói về cách inject những cái dữ liệu thiết lập vào các dịch vụ khi dịch vụ đó được tạo ra. Chúng ta khai báo ra một cái lớp dịch vụ và đặt tên là MyService. Bên trong nó có những cái thuộc tính dữ liệu ví dụ như public string, data một, set get. Rồi đã có dữ liệu kiểu số nguyên public in, data 2, set get. Chúng ta sẽ xây dựng ra một cái phương thức để in thông tin cái dữ liệu này public void, print data. Hiện ra data 1 và data 2. Bây giờ chúng ta đăng ký cái dịch vụ MyService này vào Service Collection. Chúng ta đăng ký bằng singleton. Sau đó là chúng ta sử dụng provider để chúng ta lấy ra cái dịch vụ. Chúng ta có một cái biến là MyService provider getService lấy cái dịch vụ có tên là MyService. Gọi cái phương thức print data để hiển thị thông tin. Data 1 là chuỗi rỗng, data 2 là số 0. Vấn đề là khi MyService được khởi tạo, chúng ta muốn truyền những cái tham số thiết lập
để nó thiết lập những cái dữ liệu, những cái thuộc tính, tính chất của cái My Service. Thông thường khi xây dựng ra một cái dịch vụ mới, người ta cũng xây dựng những cái đối tượng nước chuyên dùng để chứa những cái thông số thiết lập khởi tạo nên cái dịch vụ đó. Ví dụ đối với My Service thì chúng ta có thể xây dựng ra một cái lớp là chứa các thiết lập của My Service. Ví dụ ở đây chúng ta khai báo ra một cái lớp đặt tên là My Service Option. My Service Option này là chứa các thiết lập mà có thể được sử dụng bởi My Service. Ở đây chúng ta xây dựng là nó chứa các thiết lập để thiết lập data 1 và data 2. Thì chúng ta có thể là xây dựng trong My Service Option có những cái dữ liệu để thiết lập. Ví dụ chúng ta khai báo nó cũng có một cái thiết lập stream data 1 setget, có một cái thiết lập thứ hai data 2 in setget. Chúng ta có thể tạo đối tượng My Service chứa các thiết lập, sau đó là truyền vào My Service để khởi tạo nên cái dịch vụ này. Trong thư viện Dependency Injection thì nó hỗ trợ một cái cơ chế để chuyên truyền những cái đối tượng thiết lập này vào My Service để khởi tạo nên dịch vụ. Để thực hiện được điều đó thì chúng ta phải bổ sung một cái thư viện lớp vào cái dự án của chúng ta. Chúng ta thực hiện hệ .NET Package Microsoft Extension Option. Lúc này để inject My Service Option vào My Service thì chúng ta cũng inject thông qua phương thức khởi tạo. Chúng ta tạo ra cái phương thức khởi tạo. Bình thường để inject những cái dependency thì chúng ta khai báo những cái dependency ở trong phương thức khởi tạo. Ví dụ như là My Service Option, Option. Tuy nhiên ở đây là chúng ta xác định rõ My Service Option không phải là một dependency mà nó là một cái đối tượng chứa những cái dữ liệu để thiết lập My Service. Thì thay vì khai báo là inject dependency thì chúng ta khai báo là inject theo cái cơ chế option thì chúng ta khai báo cái tham số khởi tạo đó là interface option, e option. Interface option này là chứa những cái thông số khởi tạo đó là cái đối tượng là My Service Option. Bằng cách khai báo như vậy thì sau này thư viện nó sẽ quản lý các dependency ở một cái khu vực riêng và quản lý các option ở một khu vực riêng. Khi chúng ta inject My Service Option thông qua cái interface eOption thì chúng ta sẽ lấy lại được cái My Service Option. Chúng ta có thể khai báo là var option sẽ bằng option value. Trong cái gạch dưới option này là chứa những cái dữ liệu thiết lập. Ở đây chúng ta có thể thiết lập là data 1 bằng gạch dưới option data 1, data 2 bằng gạch dưới option data 2. Sau đó là đăng ký option và service collection. Chúng ta nhớ là chúng ta đăng ký option My Service Option này là không phải là một dependency. Thì chúng ta sẽ đăng ký như sau. Để đăng ký một cái option, chúng ta gọi cái phương thức của service collection. Đó là phương thức configure. Tạo ra một cái option có kiểu gì thì chúng ta mở khoảng nhọn, điền cái kiểu option mà nó sẽ tạo ra. Đó là My Service Option. Mở ngoặc. Cái tham số của configure đó là một cái delegate. Có một cái tham số đầu tiên đó là cái option mà nó được tạo ra. Sau đó là thân delegate. Cái option này là đối tượng kiểu My Service Option. Nếu mà khai báo từng binh thì chúng ta có thể cho vào đây là option có kiểu là My Service Option. Sau đó là trong thân delegate chúng ta có thể truyền những cái giá trị thiết lập. Ví dụ chúng ta thiết lập là data 1 bằng xin chào các bạn. Option data 2 là một số nguyên, ví dụ 2021. Bằng cách khai báo như vậy thì trong service collection có hai cái hệ thống. Một cái hệ thống là chứa các dependency, các dịch vụ, và một hệ thống là chứa các option. Khi My Service nó khởi tạo thì do cái phương thức khởi tạo của nó có khai báo nó có sử dụng eOption thì nó sẽ tự động tìm trong cái hệ thống này là có đối tượng option nào có kiểu là My Service Option thì nó lấy ra và inject vào My Service Option cho chúng ta. Ta có thể chạy thử tham, đó là sao? Chúng ta thấy là My Service của chúng ta đã được thiết lập data 1 là xin chào các bạn, data 2 là 2020. My Service Option đã được inject vào My Service khi nó khởi tạo. Chúng ta phát triển thêm một cái bước nữa, đó là các option này chúng ta lưu ở một cái file bên ngoài. Sau đó là khi ứng dụng nó thực thi, nó sẽ đọc cái nội dung của cái file đó và làm những cái thiết lập này vào cho chúng ta. Thì trong thư viện .NET thì nó cũng đã hỗ trợ cái điều này. Chúng ta tìm hiểu về cái cơ chế nạp những cái file cấu hình trước.
Cái thư viện để hỗ trợ nạp những cái file cấu hình ở trong .NET thì chúng ta phải tích hợp vào dự án của chúng ta Microsoft Extension Configuration và Microsoft Extension Option Configuration Extension. Chúng ta tích hợp hai cái bucket này vào dự án của chúng ta. Những cái file cấu hình chúng ta nạp vào nó có thể lưu ở những cái định dạng khác nhau. Nếu mà chúng ta lưu ở cái định dạng JSON thì chúng ta cài thêm cái bucket JSON này vào. Nếu lưu ở cái định dạng file init thì chúng ta nạp cái bucket init. Và nếu cấu hình lưu ở những cái file XML thì chúng ta nạp thêm cái bucket Microsoft Extension Configuration XML. Ở cái ví dụ này chúng ta thực hành một cái trường hợp đó là lưu những cái file cấu hình ở định dạng JSON. Thì chúng ta cài cái bucket này vào. Sau khi có được tất cả các thư viện rồi thì giả sử cái file cấu hình của chúng ta có thể tạo ra một cái file. Ví dụ ở đây chúng ta đặt luôn tên là file cấu hình, phần mở rộng là JSON. Thì trong này chúng ta nhập được cái dữ liệu theo đúng cái cấu trúc của JSON. Chúng ta mở cặp mộc nhọn. Giả sử chúng ta có một cái section, section 1, 2 chấm. Trong section 1 này là chứa cái đối tượng chúng ta mở ra cặp mộc nhọn. Những cái giá trị ở trong section 1 này chúng ta nhập vào theo cái cấu trúc của JSON. Thường là có key, ví dụ key 1 thì tương ứng của nó là cái giá trị 1. Key 2, 2 chấm, giá trị tương ứng của nó, vân vân. Thì đây là cái định dạng JSON. Ở đây chúng ta cũng có cho thêm một cái section nữa. Cái section này nó có tên là My Service Option. 2 chấm, mở cặp mộc nhọn. Trong cái section My Service Option này, chúng ta nhớ là giữa các phần tử dữ liệu này cách nhau bởi dấu phẩy. Trong My Service Option này thì chúng ta có các dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất, key của nó là data 1. Giá trị tương ứng của nó là một cái chuỗi nào đó. Ví dụ như học về dependency inject. Dữ liệu thứ hai là một con số nguyên. Giá trị của nó ví dụ 1, 2, 3, 4, 5. Cái file dữ liệu JSON này thì khi chương trình nó thực thi thì nó nạp vào như thế nào? Thế ngoài chúng ta sử dụng đến những cái bucket mà chúng ta vừa mới cài đặt vào. Những cái dữ liệu về cấu hình của cái ứng dụng thì chúng ta thường sử dụng một cái đối tượng có kiểu là configuration root. Chúng ta khai báo ra một cái biến là configuration root. Để tạo ra một cái đối tượng configuration root mà nó nạp cấu hình từ các file thì chúng ta có thể sử dụng một cái lớp config builder. Chúng ta khai báo ra một cái đối tượng lớp là configuration builder, đặt tên biến là config builder và khởi tạo ra một cái đối tượng config builder mới. Config builder này nó có khả năng là nạp những cái file cấu hình. Thì đầu tiên là chúng ta phải thiết lập cái đường dẫn, cái thư mục chứa những cái file cấu hình thì chúng ta gọi cái phương thức là config builder set base path. Đó là cái đường dẫn tới cái thư mục chứa file cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập là cái đường dẫn cái ứng dụng nó đang chạy hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng cái phương thức tĩnh directory get current directory. Đây là cái đường dẫn thư mục hiện tại mà ứng dụng nó chạy. Thì trong thư mục này chúng ta cần nạp những file cấu hình nào thì chúng ta gọi tiếp cái phương thức là config builder. Ở đây nó có sẵn phương thức là JSON file. Do lúc này là chúng ta thiết lập vào dự án của chúng ta là có sử dụng là configuration JSON. Thế trong trường hợp mà chúng ta nạp cả cái bucket là XML thì nó sẽ có phương thức là XML file. Ở đây là chúng ta sẽ thiết lập là đọc cái file JSON. Tên file đó là cấu hình.json. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta gọi phương thức là build. Thì phương thức này nó sẽ trả về một cái đối tượng là config configuration root. Chúng ta có thể gán là configuration root. Cái phương thức build này thì nó trả về cái interface configuration root thì chúng ta phải chuyển nó sang là configuration root, cut nó sang. Hoặc là ở đây chúng ta khai báo luôn là sử dụng configuration root. Như vậy là chúng ta đã nạp được nội dung file cấu hình JSON và nó trả về một cái đối tượng là configuration root. Để đọc những cái giá trị lưu ở trong file cấu hình thì chúng ta sử dụng cái phương thức get section. Sau đó là chúng ta điền tên cái key mà chúng ta muốn đọc. Ví dụ như để đọc cái section 1
thì chúng ta điền cái key là section 1. Thì nó trả về một cái interface là eConfigSession section. Trong cái giá trị trả về này nó có một cái thuộc tính là value là chứa giá trị của nó. Trong section 1 thì nó có những cái key, thì chúng ta lại gọi tiếp phương thức là getSection và chúng ta điền cái key của nó vào, ví dụ như đọc nội dung của key 1. Và chúng ta thử lưu cái kết quả này ra var key 1. Như vậy ở đây là chúng ta đọc key 1 ở trong section 1. Tương ứng là đọc key 1 ở trong section 1 thì nó phải trả về giá trị là value 1. Chúng ta thử in cái giá trị đọc được ra xem. Console.ra key 1 nó đã done. Xin lỗi là khi đọc được section thì để đọc giá trị ở trong section thì chúng ta truy cập cái thuộc tính value. Xuống dòng nhìn cho dễ. Ra trả lại xem, nó đã done. Chúng ta đọc được cái giá trị ở trong file cấu hình new ở cái key 1 ở trong section 1. Bây giờ nếu mà chúng ta thay cái giá trị này bằng cái giá trị khác, new nó lại, chạy lại thì nó đã lập cái giá trị mới. Tương tự như vậy thì chúng ta đọc cái giá trị new trong key data 1 ở trong my service option. Ta tạo ra một cái biến data 1 bằng configuration root get session. Session ở đây là có tên là my service option. Tiếp tục đọc key ở trong my service option, chúng ta gọi tiếp cái phương thức là get session. Cái key ở trong my service option chúng ta muốn đọc ra là data 1. Chúng ta điền key là data 1. Sau đó là đọc giá trị new ở trong data 1, truy cập về thuộc tính là value. Rồi chúng ta in cái data 1 này ra. Nó đã done. Data 1 có giá trị là học dependency inject. Học dependency inject. Đó là cách chúng ta điều với cấu hình ra file, sau đó là nạp vào ứng dụng khi nó thực thi. Bỏ đi cái đoạn vừa mới thử đọc dữ liệu như này. Trở lại cái ví dụ về option vừa rồi. Chúng ta xét lại cái my service option. Trong my service option nó có hai cái thuộc tính data 1 và data 2. Mà trong file cấu hình thì chúng ta cũng có những cái section mà cái dữ liệu ở bên trong section nó cũng có là data 1 và data 2. Chúng ta nhớ là nó có sự tương đồng. My service option có thuộc tính data 1, data 2. Trong file cấu hình thì có cái section bên trong của nó cũng có key là data 1, data 2. Khi có sự tương đồng như vậy thì việc lạp file cấu hình thì chúng ta có thể thiết lập là nó lạp từ một cái section. Lúc này thì chúng ta sẽ không thiết lập my service option trực tiếp từ delegate mà chúng ta sẽ truyền vào đây một cái section. Ở đây chúng ta khai báo ra một cái biến là section my service option bằng đọc từ config root get section. Section này nó có tên là my service option. Như vậy là trong section my service option thì nó có hai cái key là data 1 và data 2. Tại đây thì chúng ta có thể sử dụng là section my service option. Bằng cách như vậy thì chúng ta sẽ nạp cấu hình từ file, sau đó là nó sẽ inject vào my service. Chúng ta chạy thử xem. Done. Chúng ta thấy là cái dữ liệu data 1 của my service và data 2 của my service. Hai cái dữ liệu này chính là nó được làm từ file cấu hình. Chúng ta có thể thoải mái thay cái nội dung ở trong cái file cấu hình này. Và khi chạy lại thì my service thì nó sẽ nạp cái dữ liệu mới. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những cái nội dung cốt yếu về dependency inject. Đồng thời chúng ta cũng đã tìm hiểu cái thư viện dependency inject mặc định có sẵn ở trong .NET. Đó là thư viện Microsoft Extension Dependency Inject. Từ cái cơ sở này nếu muốn thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái thư viện dependency inject khác, ví dụ như Unity Inject, vân vân. Thư viện Microsoft Extension Dependency Inject thì nó là thư viện mặc định sử dụng trong ứng dụng web ASP.NET. Khi nào đến phần lập trình ứng dụng web ASP.NET thì chúng ta còn quay lại cái phần này nhiều. Ở đây chúng ta có thể tìm hiểu qua là cái dependency inject này nó được sử dụng trong ứng dụng web ASP.NET như thế nào.
Cái phần này thì tạm thời chỉ dành cho những ai đã biết qua về ứng dụng web ASP.NET. Còn nếu chưa biết thì tạm thời thôi bỏ qua. Chúng ta có thể tạo ra một cái ứng dụng web ASP.NET như sau. Mở Career Web, tạo ra một cái thư mục để khởi tạo ứng dụng ASP.NET vào cái thư mục này. Thực hiện lệnh .NET New MVC, tạo ra cái ứng dụng web ASP theo mô hình MVC. Rồi mở cái ứng dụng này ra. Đây là cái cấu trúc ứng dụng web ASP MVC nó tạo sẵn cho chúng ta. Chúng ta có thể chạy thử. .NET xong. Trang web đang chạy, địa chỉ truy cập là localhost cổng 5001, có dòng chữ welcome. Ctrl C để kết thúc. Ở trong cái ứng dụng web này, chúng ta mở cái file startup.cs ra. Nội dung của cái file này khi nào lập trình web thì chúng ta sẽ nói kỹ sau. Ở đây chúng ta chỉ để ý rằng là khi ứng dụng web nó khởi chạy thì trung tâm của cái ứng dụng này chính là cái đối tượng Service Collection, cái đối tượng mà chúng ta vừa tìm hiểu với kỹ thuật Dependency Injection. Mọi dịch vụ của ứng dụng web sẽ được đăng ký vào cái đối tượng Service Collection này. Sau đó là có thể truy vấn Inject tạo ra những cái dịch vụ khác nhau. Chúng ta có thể làm một ví dụ như này. Chúng ta tạo ra một cái thư mục là Service. Giả sử chúng ta tạo ra một cái dịch vụ nó có chức năng là chúng ta có được mã của sản phẩm thì nó sẽ trả về cho chúng ta tên sản phẩm đấy là gì, giá sản phẩm đấy là bao nhiêu. Thì chúng ta có thể xây dựng một cái dịch vụ, chúng ta tạo ra một cái file là product service này. Tại đây chúng ta khai báo ra một cái lớp biểu diễn cái sản phẩm public class, đặt tên lớp là product. Lớp sản phẩm này có những cái thuộc tính, đó là có một cái thuộc tính kiểu chuỗi là ID của sản phẩm hay là mã sản phẩm này. Rồi có cái thuộc tính là tên sản phẩm, có cái thuộc tính là giá sản phẩm. Giá sản phẩm chúng ta cho cái kiểu là Double, Price, Segregate. Đây là cái đối tượng biểu diễn cái sản phẩm. Chúng ta xây dựng ra một cái lớp là dịch vụ về sản phẩm để tra cứu là có được mã sản phẩm thì trả về tên và giá hay là trả về cái product này. Chúng ta tạo ra một cái lớp Public Class đặt tên lớp là Product Service. Trong lớp này giả sử chúng ta có một cái danh sách các sản phẩm, chúng ta khai báo bằng cái đối tượng List Product. Có một cái danh sách sản phẩm, chúng ta phải làm cái namespace System Collection Generic. Chúng ta xây dựng một cái phương thức khởi tạo của cái dịch vụ Public Product Service. Cái phương thức khởi tạo này thì nó sẽ khởi tạo cái danh sách sản phẩm có một số cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ khởi tạo đưa vào đây là nó có vài cái sản phẩm để chúng ta thực hành. Chúng ta có thể là gọi cái phương thức danh sách có một cái phương thức để thêm vào các phần tử của nó là extra, thêm vào danh sách một mảng chứa các sản phẩm. Chúng ta tạo ra một cái mảng những cái sản phẩm. Trong cái bảng này có một số sản phẩm, chúng ta có thể tạo ra một cái sản phẩm như product. Sản phẩm thứ nhất có ID product 01 đi, có tên điện thoại iPhone 8 chẳng hạn và giá price 1.000. Chúng ta tạo ra vài ba cái sản phẩm, 4 sản phẩm đi. Sản phẩm thứ hai có mã là product 02, 03, 04, tên sản phẩm 2 là điện thoại Sony đi. Sản phẩm 3 là laptop đi, laptop gì đó Samsung. Sản phẩm thứ tư là máy tính bảng chẳng hạn, máy tính bảng gì đó, máy tính bảng ABC, giá 500, laptop Samsung giá 2.000, điện thoại Sony thì giá 900, ví dụ như vậy. Như vậy là chúng ta có một cái dữ liệu là danh sách các sản phẩm. Chúng ta có thể khai báo ra một cái phương thức, đấy là public, nó trả về là product. Phương thức đấy là file product. Tìm sản phẩm theo ID thì ở đây chúng ta có thể nhập là một cái chuỗi là ID của sản phẩm, product ID. Vì chúng ta thiết kế là sản phẩm có ID là kiểu chuỗi. Để nhanh chóng tìm kiếm trong danh sách ra một cái sản phẩm theo ID của nó thì chúng ta có thể sử dụng thư viện link. Chúng ta làm cái thư viện link vào using system link, tìm ở trong product một cái sản phẩm có ID bằng product ID. Chúng ta có thể viết cái câu truy vấn. Câu truy vấn của chúng ta là query các sản phẩm có ở trong product
from P in product, lấy ra cái sản phẩm where sản phẩm P đó có ID bằng product ID. Khi tìm được cái sản phẩm thỏa mãn ID bằng product ID thì lấy cái sản phẩm ấy ra, select P. Kết quả của câu truy vấn thì nó chứa tập hợp những cái sản phẩm nó tìm được. Thì chúng ta gọi thêm cái phương thức first or default. Nếu mà trong cái query này có cái sản phẩm thì nó lấy ra cái sản phẩm đầu tiên. Còn nếu không có thì nó chẳng phải luôn. Thì đây là chúng ta sẽ return first or default. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong một cái dịch vụ là product service. Cái dịch vụ này có thể đăng ký vào trong ứng dụng để những cái dịch vụ khác nó sử dụng nếu nó cần. Ở đây chúng ta sẽ đăng ký mở cái file startup. Ở trong cái phương thức configure service thì chúng ta đã có được cái đối tượng là service. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là đăng ký service. Chúng ta đăng ký bằng cách gọi cái phương thức là singleton. Phương thức mà chúng ta đã biết, đã thực hành. Đăng ký vào hệ thống một cái dịch vụ có tên là product service. Như vậy là trong ứng dụng web này có một cái dịch vụ có tên là product service. Cái dịch vụ này có thể inject vào các dịch vụ khác hoặc là các control, các view, vân vân. Giả sử ở đây chúng ta sẽ inject nó vào cái control là home control. Trong home control chúng ta khai báo ra một cái dữ liệu private list only. Tên cái dịch vụ đó là có kiểu là product service. Và tên cái dữ liệu thì chúng ta đặt tên là gạch dưới product service. Sau đó là cái đối tượng này được đưa vào home control thông qua inject. Thì chúng ta khai báo ở trong phương thức khởi tạo của nó là nó có một cái tham số khởi tạo nữa, product service. Thiết lập là product service gạch dưới product service bằng product service. Như vậy là khi home control nó hoạt động thì cái dependency product service sẽ tự động được inject. Ở đây chúng ta sẽ tự tạo ra một cái action. Ta khai báo public trả về là eActionG sao. Đặt tên cái action này là product info đi. Cái action này nó trả về cái view, return view. Cái view thì nó có cùng tên với cả cái action. Chúng ta tạo cái view ở trong cái thư mục view home, tạo ra một cái file productinfo.cshtml. Ở đây chúng ta tạo ra một cái thẻ H1 là thông tin sản phẩm. Rồi chúng ta chạy thử cái ứng dụng web này xem. .NET ta dạy bằng .NET OS run để mỗi khi chúng ta thay đổi code thì nó sẽ chạy lại. Ứng dụng web của chúng ta đã chạy. Chúng ta sẽ truy cập vào cái action là product info. Ở trong cái file startup.js thì nó đã cấu hình, nó điều hướng là theo tên control và tên action. Control của chúng ta tên là home và action của chúng ta tên là product info. Control là home và action là product info. Thì chúng ta thấy là nó đã mở cái view có dòng thông tin sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cho người dùng truy vấn là product info với cái tham số là product ID. Chúng ta đặt một cái tham số là hỏi product ID bằng bao nhiêu đó, ABC. Thì chúng ta phải đọc được cái giá trị cần tra cứu này vào. Thì trong cái action info thì chúng ta khai báo thêm và có một cái tham số là chuỗi string, tên cái tham số đó là product ID. Chúng ta thử in ra cái product ID xem console. Nếu mà chúng ta nhập product ID bằng ABC1234 thực hiện thì trong console nó sẽ nhận được cái product ID có giá trị là ABC1234. Khi người dùng đưa vào product ID thì nó sẽ sử dụng cái dịch vụ product service. Dịch vụ này được inject vào control và thực hiện cái phương thức là find product, tìm ra cái sản phẩm theo product ID và nó trả về là cái sản phẩm đó. Cái đối tượng sản phẩm tìm tới nó thiết hợp là model của cái view và nó truyền sang view. Như vậy ở cái view productinfo.cshtml thì chúng ta có được cái model. Chúng ta khai báo cái model thì nó tương ứng đó là cái đối tượng product. Ở trong view này thì chúng ta có thể kiểm tra. Thứ nhất là nếu model và bằng null thì in ra cái nội dung gì đó, và else khác null thì in cái nội dung gì đó. Thứ nhất là bằng null thì chúng ta in ra một cái dòng thông báo
Chúng ta có thể dùng cái thẻ deep không tìm thấy sản phẩm. Thẻ deep này chúng ta có thể cho thêm những cái class. Vì là cái ứng dụng mẫu thì nó đang sử dụng cái thư viện CSS Bootstrap, do đó là nó có những cái lớp của cái thư viện đó thì chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ ở đây chúng ta cho một cái hộp alert dagger. Rồi bây giờ chúng ta truy cập, nếu mà nó không tìm thấy cái sản phẩm thì nó lên cái dòng thông báo là không thấy sản phẩm. Còn trường hợp nó tìm thấy sản phẩm thì chúng ta cũng cho nó hiện một cái book. Chúng ta sử dụng thẻ deep. Cái thẻ deep này chúng ta sử dụng cái class là cái lớp cat. Bên trong cat chúng ta sử dụng một cái thẻ deep nữa và nó có class là cat body. Bên trong này là chúng ta hiện cái nội dung của sản phẩm nó tìm thấy. Cái sản phẩm nó tìm thấy nó chính là cái model này. Tên thì trong cái thẻ B chẳng hạn, chúng ta nhấn mạnh strong model name, tên sản phẩm, giá sản phẩm cũng ở trong một cái thẻ B. Ta bỏ cái strong ấy. Đây chúng ta ghi rõ là tên sản phẩm. Đây chúng ta ghi là giá sản phẩm. Chúng ta thử tra cứu xem. Trong danh sách các sản phẩm, chúng ta có sản phẩm với mã là product 01. Thì chúng ta truy vấn với product ID là product 01. Thì nó tìm thấy đấy là điện thoại iPhone 8. Giá sản phẩm là giá sản phẩm chúng ta phải ghi là price. Giá sản phẩm là 1.000. Sản phẩm có ID là Product ID 03, đấy là laptop Samsung giá 2.000. Sản phẩm có Product ID là 09, là không thấy. Ở đây chúng ta cũng để ý là về cách đăng ký các dịch vụ. Khi chúng ta đăng ký vào hệ thống, chúng ta đăng ký bằng cái phương thức là Asynchronous, tức là chỉ có một phiên bản dịch vụ nó được tạo ra thôi. Chúng ta có thể là sửa cái phương thức khởi tạo này, có một cái dòng thông báo viết ra log console write khởi tạo product service để cho biết là cái dịch vụ product service nó được khởi tạo, nạp namespace using system. Khi trang web được chạy có thực hiện cái truy vấn thì nó đã khởi tạo ra cái đối tượng product. Nó đã khởi tạo rồi thì chúng ta truy vấn các lần tiếp theo thì nó sẽ không tạo ra cái dịch vụ mới mà nó sẽ sử dụng cái đối tượng đã được khởi tạo trước đây, dù là chúng ta truy cập là bao nhiêu lần. Đấy, nó vẫn không tạo ra cái product service mới. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đăng ký cái dịch vụ cái kiểu là Johnson, S Johnson, thì là mỗi lần truy vấn lấy cái dịch vụ này ra thì có một cái đối tượng là product service được khởi tạo. Chúng ta truy cập lần thứ nhất thì nó tạo ra một cái đối tượng product service. Truy cập lần thứ hai, nó lại tạo ra một cái đối tượng product service khác.